Xin cảnh nước Việt chào các bạn nhé. Sáng nay thì mình lại săn về được 6 con khứa bạc má rất là đẹp. Cái con này là con mái nuôi ở nhà mình để kích trống. Con này thì không có bán. Nhưng còn những cái con mới về ngày hôm nay mình để hết ở trong lồng rồi này. Đấy, con yên tĩnh ở đây này. Đấy. Và mình sẽ quay cái bóng bộ cho các bạn nhé. Và đặc biệt là tất cả những cái con chim con này đều được qua tuyển chọn rồi. Nó rất là đẹp. Lông lá mùa này đẹp lắm. Đấy, và đã hót rồi. Chắc chắn là được 100% nhé. Xem nào. Làm rất là nhẹ nhàng thôi. Nhìn nó một chút. Đâu rồi? Con nào cũng lông lá đẹp mà cũng đẹp. Xem nào tiếp theo. Đó đây chú đũa. Đôi dài to đẹp. Nói chung là chim mới về thì mình sẽ phải để yên tĩnh. Đấy. Tầm khoảng mai 2-3 ngày thì mình bắt đầu là bán cho anh em. Đây con này con mái nuôi thì đợt trước to đẹp như trống cái này. Thì là mái, giò rất là tốt. Thì bạn nào có nhu cầu nhé, liên hệ với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0908 070 555. Mình ở 274 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship toàn quốc. Giá cái chim mới về là 950.000 một con nhé. 950.000 một chú. Thì các bạn đăng ký miễn phí thành viên kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mà mình đăng lên. Không có gì thay đổi thì ngày mai lại có khoảng vài con bạc má nữa về đến đây, về đến Hà Nội. Thì các bạn xem thêm trên cái Facebook Chim Cảnh Đất Việt. Tốt nhất là liên hệ với mình theo số điện thoại 0908 070 555. Mình có Zalo số đó luôn đấy. Xin cảm ơn tất cả các bạn nhé.